Thưa quý vị, liên quan đến vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không, ngày 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm Nguyễn Trần Hoàng Phong, 34 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Phong là tài xế điều khiển xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79% và khiến ông Lê Mạnh Thường, 64 tuổi, tài xế GrabBike ngụ tại quận 12 tử vong. Phiên tòa do thẩm phán Lê Minh Phước làm chủ tọa. Trong lần xét xử sơ thẩm trước đó, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận phạt Phong 7 năm, 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Hường và 477 triệu đồng cho gia đình ông Thường. Tháng 4 năm 2021, Tòa Phúc Thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận điều tra lại toàn bộ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phong khai đã ký chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ để sang tên cho mẹ. Còn bà Trần Hoàng My, mẹ của Phong cho rằng bà được người thân cho tiền mua căn hộ do mất hết giấy tờ để Phong đứng tên. Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ đây là tài sản của ai để đảm bảo việc bồi thường trong vụ án. Theo cáo trạng, rạng sáng 30 tháng 1 năm 2020, Phong lái xe Mercedes và lao ô tô sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong, chị Hường bị thương tật 79%. Sau khi xảy ra tai nạn, Phong rời đi rồi đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Cơ quan điều tra xác định Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ là 84 km/h, vượt quá tốc độ cho phép là 50 km/h.